Hoa hậu Quý Bà Nga gây tranh cãi về nhan sắc, nhân vật chính bị tố chỉnh ảnh ảo tung chảo. Cõi mạng hù vía khi nhìn thấy nhan sắc của tân hoa hậu Quý Bà Nga trong giây phút đăng quang. Mới đây, người đẹp 34 tuổi Natalia Oska chính thức đăng quang cuộc thi Hoa hậu Quý Bà Nga Miss Russia. Tuy nhiên, nhan sắc của cô nàng lại gây tranh cãi dữ dội vì bị cho rằng kém lung linh và bị lộ các dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều. Cộng đồng sắc đẹp nhận định Natalia không xứng đáng chiến thắng và có sự gian lận về kết quả. Họ nghi ngờ chồng của cô nàng là tỷ phú Roman Bezmatchnik đang sở hữu một công ty tài trợ cho Miss Russia năm nay, do đó kết quả người đẹp này đoạt được ngôi vị cao nhất. Ngay sau đó, ban tổ chức cuộc thi đã phải lên tiếng bảo vệ Natalia Oska rằng những bức ảnh đăng quang gây tranh cãi của cô là do góc chụp không phù hợp. Và họ khẳng định các ban giám khảo đã rất ấn tượng với mỹ nhân 34 tuổi và bà mẹ một con là người xứng đáng giành chiến thắng trong cuộc tranh tài này. Về phía của tân hoa hậu Quý Bà Nga, cô nàng nói rằng bản thân không quan tâm đến những lời chỉ trích của người khác dành cho mình và bác bỏ tin đồn về việc phẫu thẩm mỹ. Bạn không cần mất thời gian đọc bình luận khi ai đó không hài lòng với tôi. Tôi đi con đường của mình, Natalia Oska chia sẻ. Natalia Oska hiện đã thành lập gia đình và có một con gái nhỏ. Đồng thời, cô là giáo viên dạy tiếng Anh kiêm ca sĩ.